lời phật dạy nên nhớ khi thức diệt mọi thứ đều diệt tận chú giải trong thân chúng ta có năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức đây là một khối có năm duyên hợp lại mà thành con người khi một uẩn diệt thì năm uẩn kia đều diệt theo không còn có một vật gì là linh hồn hay phật tánh trong thân ngũ uẩn này còn lại chỉ còn lại những từ trường thiện ác để tiếp tục tái sinh luân hồi ở đây đức phật dạy khi thức diệt mọi thứ đều diệt tận có nghĩa là các bạn đừng tin theo tà thuyết ngoại đạo có thế giới siêu hình có linh hồn người chết có thần thánh quỷ ma có ngọc hoàng thượng đế, có đấng tạo hóa vân vân. Thưa các bạn, tin như vậy là mê tín lạc hậu. Các bạn tin như vậy mà không dùng trí tuệ quan sát để xem có đúng như thật không. Nếu đúng như thật thì các bạn tin, bằng không như thật thì xin các bạn đừng tin. Vì tin như vậy nó sẽ đem đến những tai hại cho các bạn và các bạn sẽ tiêu phí tiền bạc công sức của mình một cách nhảm nhí mà không ích lợi gì cả không quan sát kỹ mà tin như vậy các bạn sẽ bị những người khác lừa đảo dễ dàng đức phật dạy khi thức diệt mọi thứ đều diệt tận có nghĩa là khi người chết thì không còn một vật gì cả chỉ còn một đống đất hôi thối mà thôi do lời dạy này các bạn đừng tin có linh hồn hay phật tánh gì cả linh hồn hay phật tánh chỉ là một thứ ảo tưởng của những người lạc hậu trong những thế kỷ xa xưa